Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nordea. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với dự án Codater. Tham gia vào chương trình lớp này thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Sau đó các bạn nút sign up để chúng ta tiến hành đăng ký. Các bạn sử dụng cho mình ví MetaMask nhé. Chúng ta kết nối ví MetaMask chúng ta. Tiếp theo thì các bạn sẽ vào phần quest nhé. Chúng ta vào phần quest để chúng ta làm nhiệm vụ. Đây chúng ta vào win reward nhé. Ở đây chúng ta sẽ có bước là kết nối ví. Các bạn hoàn thành rồi thì các bạn sẽ được rồi. Bây giờ các bạn đã vào company này. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái nickname. Các bạn có thể thay đổi cái avatar này luôn. Đây các bạn có thể thay đổi cái nickname chúng ta. Ở đây các bạn ngoài ra thì các bạn có thể kết nối cho mình các cái tài khoản ví như là ví ton này, kết nối thêm ví này và kết nối email vào nhé. Đấy, chúng ta hoàn thành những bước này xong thì các bạn sẽ ấn vào company nhé. Chúng ta xác nhận những cái nhiệm vụ này. Đấy. Đó, hầu hết là cái nhiệm vụ mình đã làm xong này. Ok, vừa rồi thì admin đã cùng anh em chúng ta tham gia vào dự án Codata. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ở tiếp theo.